Cô xin chào các bạn. Hôm nay cô lại tiếp tục giảng bài số 26 của giáo trình EBS Topic 60 bài. Bài 26 hôm nay là Bạp bưng cưng hối y giá à, Bạn uống thuốc này sau khi ăn hoặc là bạn gì? Bạn dùng thuốc này sau khi ăn nhé. Mục tiêu bài hôm nay chúng ta học là liên quan đến gì đấy ạ? xuân so mãn ha ki kum chi ha ki là nói theo thứ tự và ngăn cấm à, không được làm cái gì đó xuân à, so là thứ tự mãn ha ki chi ha ki còn về ngữ pháp là động từ cộng ân hu huế và động từ cộng với chima seo ở đây là sau sau khi làm cái gì đó còn chima seo là đừng làm cái gì đó đấy thì là đi với tất cả hai cái cấu trúc ngữ pháp của trong bài 26 này là đi với động từ à còn về cái từ vựng là nói về cơ thể thân thể và triệu chứng xin chê và chứng sàng còn về văn hóa thông tin thì là những gì những hộp thuốc à, trong gia đình ca trong bí sang bi sang nhạc Đó à, đó, nhá. Đây là biết cách nói về thứ tự ngăn cản ai làm gì đó là chi seo đi với động từ. Còn về từ vựng là cơ thể và triệu chứng. Và phân văn hóa thông tin là thuốc dùng khẩn, khẩn cấp ở trong gia đình thì cái cá trông là gia đình bi sang nhạc là thuốc khẩn cấp. Thường thường trong mỗi gia đình nhà ai cũng có một là tủ thuốc cá nhận một tủ thuốc gia đình đấy ạ. Thì thì là, cá trông bi sang nhạc. Cá trông đi sang nhạc là thuốc dùng khi khẩn cấp trong gia đình. Đó, cái mục tiêu của bài này hôm nay là như vậy nhá Mục tiêu này, ngữ pháp, từ vựng thông tin và văn hóa Bây giờ chúng ta sẽ là học từng phần 1 Bắt đầu là sang phần Từ vựng Từ vựng ở đây là O huy in Từ vựng 1, xin chê Là thân thể và cơ thể Thế bây giờ nhá Ở đây quy là tai Còn mori là à, on, là mặt Còn mori là đầu Nun là mắt Hô là mũi và íp íp ở đây là miệng ở đây các em nhớ từ nun ở đây ý, nếu nói về cơ thể con người là mắt nhưng nói về thời tiết thì nun là là tuyết ạ à. tuyết rơi thì là người ta gọi là nuni ô tả đấy thì các em nhớ cái từ nun này khi nói về cơ thể con người thì là mắt còn nếu như nói về thời tiết thì là tuyết được chưa à, là eo hoặc là hông đúng không ạ son mốc là cổ tay sun karak -ka là ngón tay tari là chân bal mốc là cái cổ chân còn đây là ok là va là trên này là bang là chân murup là cái đầu gối à be là bụng be ở đây nói về cơ thể người mình thì là bụng còn là, là tàu thủy rồi là quả lê đúng không ạ đấy be này nó ba quả lê là một này cái bụng là hai và cái tàu là ba đấy thì nếu như nói về cơ thể trong trong từng ngữ cảnh nếu nói về cơ thể con người đang nói về cơ thể thì nó sẽ là bụng còn nói về ngữ cảnh nói về hoa quả thì nói là quả lê còn nói về thuyền và tàu và biển thì mình phải dịch nó là tàu và thuyền đúng không ạ mồm là cơ thể son là bàn tay pal là tay và ok là cái vai đấy tất cả là đây gọi là cơ thể của con người là những các bộ phận nhá: quy, onkun, mori, nun hồ, ip đấy, cả tay này, mặt này, miệng, mũi, mắt và đầu, được chưa nào? Thế còn ở đây là hori, hori ở đây là eo không? Cổ tay là sholmo, à còn Son karak là ngón tay, còn chân là tari, mục là cổ chân. Đó. Thì còn ở đây là bàn là cái bàn chân, MURUP là đầu gối, b là bụng, mồm là cơ thể, son là bàn tay, pal là tay và OK là cái vai. Đây tất cả cái này gọi là gì? Cơ thể nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp. Trước tiên ngữ pháp 1 của cái bài 26 này là động từ cái này tông sai bú cho ở ton ý để tao mê tha ui mi run na tha nên ta à động từ cộng với ân huê và ni un huê ở đây nó mang tính chất là sau sau khi làm cái gì đó thì ở đây các em phải biết rằng nếu như mà động từ có không có bát chim hoặc là bát chim mà r là 동사 kona 마침이 ba chim 마침 일때 niun huê nếu như mà động từ có bát chi không có bát chim và có bát chim mà r hoặc riun á thì ta cộng với niun huê còn nếu như à, bởi vì trong cái phần này là cái r này riun bát chim in té riun thalak hanta nếu như là bát chim mà r thì cái r đấy sẽ bị là than lác ha nó là bị lược bỏ đi à, ví dụ như là màn tân tả màn tân tả đây dê là ví dụ nhé dê là ví dụ màn tân tả thành màn tân huê thì cái điên này sẽ bị lược bỏ đi được chưa nào màn tân tả thành màn tân huê thì riêng lược bỏ đi thì sẽ cộng với à uh, huê vào thành màn tân huê là sau khi làm này sau khi chế biến cái từ màn tân tả này sản xuất này chế biến làm đó, có ba nghĩa nhá. Thế còn nếu như mà bạn có bắt chim thì ta cộng với là ưn hồ Đó, đúng không nào? Đây, cô cho cái ý nghĩa đã. Xong rồi dịch nhá. Ở đây động từ cộng ưn huế, niên ưn huế. sau, sau khi. À, gắn vào sau động từ biểu hiện ý nghĩa sau khi một hành động nào đó kết thúc thì một sự việc tiếp theo xảy ra có thể là lựa bỏ e đi. Cũng được. À, ngoài ra nó còn gì ngoài ra với danh từ thì nó cũng có thể có thể dùng cấu trúc danh từ cộng với huê với ý nghĩa tương tự là sau à, nó đi với động từ nhưng ngoài ra nếu như đi với cấu trúc mà danh từ ấy, thì cũng thể là sử dụng cái gì cái huê này nhưng cái tương tự của nó thì nó cũng là sau nhá này đi với động từ nhưng ngoài ra còn có cả đi với danh từ nữa đấy các em lưu ý cái phần cô cho hoa thị thứ hai này này nhá Thế bây giờ cô vì chúng ta sẽ cùng dịch ví dụ ví dụ thứ nhất bạn giữa người ca và na đang nói với nhau y giá on mà Cái thuốc này là phải uống khi nào và phải bao giờ thì phải uống à, y là thuốc này ạ à. on là khi nào bao giờ mà có ố và mật mọc ta đúng ạ mật co gia là cấu trúc A-ya Tuy tả aya ta học rồi đúng nào? Cái thuốc này thì phải dùng khi nào, phải uống khi nào? Bà bơ mọc cưng hối từ thế ô. Bà bơ, động từ mọc là có bát chim đúng không? Nếu có bát chim thì ta cộng với hương hối thì thành là gì? Bà bơ mọc cưng hối từ thế Bạn hãy dùng hoặc hãy uống sau khi ăn. sau khi ăn thì bạn hãy uống. Thấy không nào? Câu số 2. Ổn ơn thuê cưng thảo của mùa hè À, hôm nay thì tan ca và bạn làm gì hôm nay là tan ca xong thì bạn làm gì ồ nương thuế cưng hào cố mùa héo hôm nay tan ca thuế cưng ha tả ta là tan ca nhá tan làm tan ca mùa héo là làm gì thì bạn na nói là y đi cưng nan huê e, yong hoa bồ cắn coi ồ y là việc đúng ạ cứ cưng na tả là kết thúc 니은 không có bát chim thì ta cộng với niên huế ừ, ý đi ý đi cứ nan huế giống hoa bồ đó cắn có hiểu có nghĩa là sau khi mà kết thúc công việc thì tôi sẽ đi để xem gì xem phim à các em còn nhớ cái cấu trúc ư uh, ừ, ro ca tà và gì uh, ro ca tà chưa Dòng hoa bồ đó giống hoa là phim bồ đó là để xem căn coi hiểu là sẽ đi để xem phim thì cái cấu trúc Ưn đơn coi <laughs> ồ này là, là sẽ đấy cô ôn lại cái phần ngữ pháp ân đi coi ồ là sẽ vì tương lai đúng không nào được chưa à, hôm nay tan ca xong à, tan ca và bạn làm gì à, sau khi kết thúc công việc thì sau khi tan uh, kết thúc cái công việc thì tôi sẽ đi để xem phim câu số 3 Monica si số cái ô Monica ơi chúng ta là dọn dẹp nhé uri là chúng ta đúng không ạ trong số, so, trong số so ha ta, chuyển trong số so hai tao, nghĩa là, chúng ta cùng dọn thêm nhé, ne, chè ga bằng un sân son co đứng kêu vâng ạ, à, à, sau khi tôi quét phòng xong, sau khi tôi lau phòng quét phòng xong, thì là sẽ gì, sẽ rửa bát thì cái từ sư ta, kem nhớ cái từ sư, có phải là từ sư tả xuân tà là bất quy tắc của ri ưn đúng không ạ nhưng gặp trong cái trường hợp này thì r sẽ gì ri ưn nó sẽ than lạc hàn tả là lược bỏ đi thì thành không có bát chim thì ta cộng với là ni ưn huê vào đúng không cô vừa giải thích câu này xong đúng không nào bản thân tà đấy thì sau khi tôi quét phòng hay lau phòng xong tôi sau khi tôi quét phòng xong thì là sẽ rửa gì rửa bát cái từ son có chi hà tả son có chi rứt hắn kêu là sẽ rửa bát cái từ ơn ưn kêu này các em học rồi cấu trúc ngữ pháp là là sẽ nhưng dùng cho ngôi thứ nhất nên là cô vẫn luôn luôn nhắc các bạn là Các bạn phải học các cấu trúc ngữ pháp học thuộc lòng như từ vựng Thì trong một trường hợp nào trong câu nào có ví dụ hay mình dịch Mình có thể à đây ưa coi là sẽ này Đúng không nào Còn cái mà coi ra là gì biết rồi đúng không ạ à, Và tư CO là gì đấy Thì nếu như các bạn mà học chắc muốn chắc ngữ pháp nghĩa là các bạn phải học cấu trúc ngữ pháp học thuộc lòng như là từ vựng thì các em học rất là tốt và dịch rất tốt không bao giờ sợ là dịch sai và chọn đáp án sai đâu được chưa đấy là cô đang nói về cái 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 ngữ pháp của ân huê và niên huê nhá nghĩa tiếng việt là sau và sau khi đây cô cho các ví dụ để chúng ta sẽ gì hai cái loại một bên danh từ và một bên là động từ đây cô cho như thế này để các bạn thế nào các bạn sẽ phân biệt nào danh từ cộng hồi thì ở đây nó đi là sau một tiếng han si can huế à thì sẽ bằng sau một tiếng đúng ạ hoặc là một tiếng sau sau một tiếng hoặc là một tiếng sau đây thì có phải si can nó là thời là thời gian nó là danh từ đúng không nào thế còn ở bên này động từ thì không có bắt chim à thì là cộng với là ân huế đúng ạ không? Không? còn động từ có bắt chim thì cộng ơn huế đây cô làm rõ ràng phân biệt hết ra cho các bạn trước mắt cô giải thích về phần danh từ trước nhá Han si han si huế sau một giờ. À, còn ở đây han si can huế là sau một tiếng. À, cái từ si can nói đến về số tiếng đúng không ạ? Còn si là nói về giờ. Han si huế sau một giờ. Han tan han tan huế sau một tháng đúng không ạ? Xích sa huế xích sa han huế. Nếu xích sa huế là sau khi ăn nhưng mà nếu dùng xích sa huế cũng được, có thể dùng xích sa han huế cũng được nhá à, bằng môn huế nó sẽ bằng 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 môn bằng môn hàn huế ha xích xa hàn huế hay xích xa huế bằng nhau mun huê bằng môn huế bằng bàn bằng môn hàn huế sau khi thăm à, sau khi ăn rất giống nhau tất cả đều như nhau nhưng mình có thể bỏ chữ hát tà đi thì thành xích xa huế cũng được còn nếu để hát tà thì xích xa hàn huế đây là nói về cô đang nói về danh từ nhá còn về động từ đây động từ không có bát chim thì ta cộng niên huế ca tà thành can huế sau khi đi ha tà han huế sau khi làm còn về động từ có bát chim cộng ơn huế mong tả mong tả ở đây thì mò cơn huế sau khi ăn bà tà bà tân huế sau khi nhận còn nếu như động từ bát chim là r thì bỏ r cộng niên huế đây cô làm rất là rõ ràng để cho các bạn nôn tà là chơi đúng không ạ thì nôn tà ri ưn sẽ bị được bỏ đi chuyển thành không có bắt chim thì cộng với thành cấu trúc này vào đúng không ạ thì chuyển thành là nôn huê e, sau khi chơi man tân tà thì man tân huê e. đây nhá đây là cô vừa cho ví dụ để vừa cho cách chia và làm thành công thức để các bạn phân biệt danh từ và động từ thì cho như thế nào được chưa nào đó nhá các bạn lưu ý cái vấn đề đó chúng ta sẽ sang cô sẽ cho các bạn ví dụ đây rất rất nhiều ví dụ để cho các bạn tham khảo mỗi một cấu trúc ngữ pháp thường thường cô cho đến 8 đến 9 10 ví dụ nhưng mà ngoài cái những cái ví dụ cô cho rất là 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 nhiều rồi thì các bạn cũng phải cố gắng đặt ví dụ như cái cấu trúc này nếu có bắt chim thì ấn huế mà không bắt chim thì nương huế thì các bạn sẽ làm đấy hai hai ví dụ và cộng với cả làm thêm một ví dụ là đi với danh từ đấy đấy là cái cái cô cần các bạn phải làm ví dụ nhé đây ví dụ là bạn a nói onche của e nghe thổ là cái ô khi nào thì bà bao giờ thì bạn về quê in nhân huế cai À, một năm sau tôi về được chưa nào thế còn ví dụ thứ hai suộc huế si canh ít sau giờ học thì bạn có thời gian không bà pai tôi bận rồi suộc suộc pi cực nan huế arabay thư hiểu arabay thư đó là đi làm thêm là làm thêm làm thêm gì làm thêm là làm thêm ngày đấy ạ à, làm làm thêm là arabay thư À, tôi bận rồi sau khi sau khi mà buổi hoặc sau khi kết thúc buổi học hoặc sau khi kết thúc buổi học thì tôi phải đi tôi đi làm thêm y thân là hai ngày nhé y là hai thân y thân y thơ huê, huế hai ngày ta si -o -se -o. hai ngày sau hãy quay lại cái từ ta si ô tà là hãy đến lại thì mình ô ta thì quay lại đúng không à, ý thân huế ta si ô đấy nhá đấy là ví dụ nhá cô lại cho tiếp phần ví dụ các em xem cô dịch hết rồi ví dụ cô đều dịch hết ra thì các bạn phải biết là cái từ nào nằm ở đâu có những cái từ vựng mình không mình chưa thuộc thì mình cũng phải ghi nó ra nhé đây ví dụ tiếp hankuke hankuke ổn hue y bon nina kàm kia có ổn sau khi tới hàn quốc sau khi tôi tới hàn quốc thì là y bon nhé y -bon là hai lần Ina ở đây nó là hay hoặc nhưng nếu dùng như thế này gọi là những à, à, hai lần. Ibon Ina là những hai lần có nghĩa là sau khi tôi tới hàn quốc thì tôi đã bị cúm hai lần. À, cái từ cảm kia có thể nói là những cũng được không thì chỉ cần là sau khi đến hàn quốc tôi bị tôi đã bị cảm cúm hai lần thì cái từ cảm kia là cảm cúm con ly tả con ly tả là mắc thì mình gọi cám kia có lia đã bị cảm cúm hay là đã bị mắc cảm cúm được chưa nào đây là Hàn Quốc ấy ô tả thành ôn huê, đúng không ạ? shop bi cứ nàn huế, chín cú đơn mặt nào đó, giọng hoa quán này cắn coi ồ. Sau khi tiết học kết thúc, à, shop là tiết học giờ học, cứ nàn huê sau khi kết thúc, chín cu là bạn Man nào đó, mặt là gì? Gặp, à mặt là gặp đúng không ạ? ờ, là ở đây là để, yong hoa quan là, dạp chiếu phim cắn coi là sẽ đi đến. à thế thì bây giờ mình sẽ nói là, sopi kunan hồi chín kurun, mana ro, yong hoa quan e. cắn coi à, tô, sau khi mà kết thúc uh, tiết học ấy thì tôi sẽ tới dạp chiếu phim để gặp ai, gặp bạn. đúng không ạ, yong hoa quan là dạp chiếu phim cắn coi là sẽ đi đến dạp chiếu phim. sau khi mà kết thúc uh, tiết học nhé, tôi là sẽ đi đến dạp chiếu phim dạp chiếu phim để gì để làm gì để gặp gặp ai để gặp bạn các em sẽ dịch chỗ này trước đầu tiên nhá sau khi kết thúc sau khi tiết học kết thúc này sẽ ra sẽ dịch vị ngữ lên sẽ đến gì dạp chiếu phim để gặp ai gặp bạn được chưa trang nhờ cho nhỏ cơn cho nhỏ cơn mở cơn hù mở cơn hú xin muốn nhỉ nè à nếu mà dùng e có thể có câu cô vẫn nói vừa nãy là nhắc là có thể cái bỏ e đi cũng được nhá cho cho nho cơn mở cơn hú xin mu nỉ là thế cho sau khi ăn tối thì tôi sẽ xem gì tôi xem báo và hoặc xem tivi bà mở cơn hú irun takayo sau khi ăn cơm thì tôi đánh răng y là răng đúng không ạ takayo là đánh sau khi ăn cơm thì là tôi đánh răng đó Nào, tiếp ví dụ mỗi một cấu trúc cô cho nhiều ví dụ lắm cho rất rất nhiều để cho các bạn uh, nắm bắt được này thì các bạn dễ hiểu hơn này nào, nào tiếp chỉmưn màưngô khóp khí mà sau khi ăn sáng sau khi ăn sáng theo thì tôi đã uống gì uống cà phê khóp thì là cà phê masstà thành ma đúng ạ không? Không? câu tiếp theo ý đi 끝난 후에 바로 집에 갔어요. Ở đây cái từ gì? Baro ở đây là ngay nhá. Cái này từ mới baro. Sau khi xong việc. Sau khi kết thúc công việc. Và sau khi xong việc là tôi đã đi. Tôi đã đi trở về. Tôi đã trở về nhà ngay. Cái từ bà baro ở đây là ngay. Luôn nhá. Chịp là nhà. Cà là đã. Đúng Đã đi. Đã đi về nhà. Cô tương hát kiểu rừng. 졸업한 후에 한국 điều 가려고 hiểu Sau khi tôi tốt nghiệp, cô tân hắc kêu là cấp 3 nhé. 졸업 hạ Tà là tốt nghiệp, bỏ tà đi không bắt chim thì ni ơn hu. Sau khi cái tốt nghiệp cấp 3 là tôi sẽ là tôi dự định hoặc tôi định đi du học Hàn Quốc. Hàn Quốc du học là nhu nhu du học ở đây là du học. Hàn Quốc du học cứ cả điều cũng hiểu tôi dự định là sang Hàn Quốc du học hoặc tôi định đi du học Hàn Quốc cũng được Nhá. Un tông Hàn Huế sau hèo sau khi tập thể thao hoặc tôi sau khi mà tập thể dục thì là tôi đi đi tắm sau khi tập thể dục xong thì tắm sau hà tả sau tả là tắm được chưa nào rất rất nhiều nhá ví dụ cô phải cho đến là tám đến 10 ví dụ đấy mỗi một cấu trúc cô cho rất nhiều ví dụ khi mà đi bỏ e này khi mà dí dùng e hoặc danh từ đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập 1. Nhìn tranh và ta sẽ lựa chọn cái từ mẫu để do nó giống từ từ trong mẫu để cho đúng cái biểu hiện. Thế bây giờ bô kia ở đây là mẫu câu đúng không ạ? Mori là đầu, nun là mắt, khô là mũi, be là bụng, quy tai, tari là chân, pal cũng là gì? Chân, à, Fal là tay, pha là cảnh ở uh, okay. Ok là bờ vai là cái cái bả vai mình và vai mục là gì? Và pan mục là là cổ và ban là cái chân. À, thế bây giờ ta thử xem xem là những cái mẫu này thì ta sẽ lắp ráp vào thôi. Ở đây thì là một là gì đấy? Một là ở đây ta phải cho lá cái đầu, còn hai, hai đầu. Hai đây là gì? Nôn. Ba là khô. Đúng không ạ? Bốn là gì? 5 ba là là khô còn 4 ở đây là quy 5 1 6 là ok 7 hoa là tay 8 phe là bụng 9 là tari là chân và 10 là phal phal được chưa? Đây là nói chung là tất cả những cái phần luyện tập này để ta ôn lại những cái gì những cái từ vựng ở trong cái bài này thôi. Đây tất cả những cái từ này nó là bộ phận trên cơ thể con người nhá yeah. những cái từ này thì rất là dễ dễ học được chưa nào bây giờ chúng ta sẽ sang bài hai cream bổ so ý à là người ta bảo là thế nào vừa nhìn tranh ở trên này à, vừa vừa nhìn 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 cái tranh ở đây và ta sẽ thế nào hình ảnh đây và ta sẽ nói chuyện cũng giống như mẫu thế thì vừa nhìn và vừa nói chuyện giống mẫu 약사 어디가 어디가 giác xa là dược sĩ thì người ta hỏi là 어디가 아프세요? thì bạn hoan tra là bệnh nhân nói 머리가 아파요. Bạn đau ở đâu đấy? Và tôi đau ở thì tôi bị đau gì? Tôi đau đầu. Thế thì ở đây ta xem té hoay e mà chân té tạp ứng kuru ship nghĩa là hãy lựa chọn cái đáp án đúng với hội thoại. Thì ở đây có shopping ha tà và yong hoa rưng bồ tà. À, shopping là mua sắm và yong hoa rưng bồ tà là xem phim. Thế thì ở trong câu này câu đáp án một là shopping un han hue yong hoa đứt vài sau khi mà mua sắm thì là thế nào là đi xem phim shopping hàn hue sau khi mua sắm là xem phim câu số hai yong hoa đứt bồn hue shopping un sau khi xem phim thì là mua sắm thế thì bây giờ ta xem như này thì ta cho là udi chủ ma à bây giờ dịch nhá udi chủ ma đấy mua han cái Ở cuối tuần thì chúng ta làm gì nhỉ À, cuối tuần làm gì nhỉ? Thế bây giờ shopping, yêu hoa thì ta phải cho đáp án mấy? Ở đây một hay là hai? Thế thì đương nhiên là đáp án mấy nào? Một, bởi vì là ở đây theo thứ tự mà, đúng không? Sau khi mua sắm thì xem phim. Còn ở đây là người ta đã viết cái từ shopping trước và cho hoa sau thì đương nhiên nó phải sau khi mua sắm thì mới là xem phim đúng không ạ? Còn câu số 2 là không đúng. Còn câu bắt đầu tiếp sang câu số 2, bà bơ mọc tả, giá cứng mọc tả ăn cơm và uống thuốc. Thế thì bây giờ y cân ở thật kê mà có gia tuệ Cái thuốc này phải uống như thế nào? Thì đáp án một là sau khi ăn thì uống. Đáp án hai là sau khi uống thuốc thì là ăn. Thì đương nhiên phải đáp án mấy? Một, bởi vì là sau khi ăn cơm thì uống thuốc. Đấy, đấy được chưa các em? Từ giác, giác, giác xa là dược sĩ còn hoan cha là bệnh nhân. Em nhớ từ mới này trong bài trong 7 hay 26 này là không có này, chưa có này thì các bạn viết nó ra nhá. Viết ra nháp để học này. Nhạc xa là gì còn và hoan cha là gì là bệnh nhân đấy, một là dược sĩ một cái là bệnh nhân. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang hội thoại 1. Hội thoại 1 ở đây giữa bạn dược sĩ với bạn Baru. Chúng ta nghe nhá. 26 sinh nhục 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. 26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1 어떻게 오셨어요? À, ở đây có từ mới không ạ? Ở thức kê ở À, ở thức kê ở là gì đấy? À, anh đến có chuyện gì thì ở đây người ta hay dùng là Ở thức kê ở Thì anh đến đây làm gì? Hay anh đến đây có việc gì? Hay tôi có thể giúp gì cho anh? Đấy là cái cách nói một cách là gì? Tôn trọng. Ô tả, Ở thức kê ở ai ố? Ở thức kê ôm mì Thì chuyển 어떻게 오셨어요 thì thêm chữ si là kính ngữ đúng không ạ 어떻게 오셨어요 đấy anh đến có chuyện gì thế hoặc anh đến đây có việc gì hoặc là tôi có thể giúp gì được cho anh thì người ta hay dùng thế này 머리가 아파서 왔어요 머리 là đầu 아파서 là vì đau 왔어요 머리가 아파서 왔어요 à, tôi bị đau đầu nên tôi đã đến đây 언제부터 아프셨어요? 언제부터 아프셨어요? 언제부터는 từ, 아프다, hỏi, 뭐, 동정, 좀, 주다, không, 언제부터 아프다 언제부터 언제부터 아 언제부터 아프셨어요? Đây, đâu, từ, 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. ờ pam phù thơ là từ đêm hôm qua ờ chế bo ờ pam là từ đêm là đêm hôm qua nhá còn bu là từ là từ đêm hôm qua đúng không ạ ờ cho nhớ kế ờ hết sức so so số chôm mà có nghĩa là từ đêm hôm qua và thế nào tôi hôm qua có liên hoan công ty cái từ huê xích đêm hôm qua ờ cho nhớ là buổi tối hôm qua à à, được không nào hoặc là hôm qua huê xích It có liên hoan công ty nên là tôi có uống một gì, tôi đã có uống một chút rượu. Đó thì huesikki isseoseo sor-eun mà Chom masseosseoyo. À từ đêm hôm qua và tôi hôm qua có liên hoan công ty nên tôi đã uống, nên tôi đã có uống một chút rượu. À, có uống một chút rượu hoặc là có uống rượu. À, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Thế bạn này, à, là à đấy. Sul là rượu, té nên là vì rượu. Cơn cột cạt thả nhiều, cạt Có nghĩa là cái từ témonê các em còn nhớ cái cấu trúc à chúng ta chưa học cấu trúc khi témonê và temune. Cái này là vì nên nhưng nó nếu đi với động từ thì thêm chữ ki. Còn đây đi với danh từ là từ sul là rượu thì chỉ có témonê Vì tiền thì ở số tôn témonê. À, đúng ạ cũng mua hà kỳ tầm hà kỳ thì các em cứ nhớ cái từ temune nó là cấu cấu trúc ngữ pháp mới thì cô giải thích tại sao lại có cái từ temune ở đây là vì tiền đúng không ạ à, vì gì vì rượu à, vì rượu nên là có lẽ là bị như vậy và bất mà cân hối, thì cân từ xeo đúng ạ à, có vẻ là do là vì rượu đấy sau khi ăn thì anh hãy uống gì anh hãy uống cái thuốc này đi À, uống thuốc này nhé nê cắm Sam nì ta vâng tôi xin cảm ơn ở đây các bạn nhớ cho cô là ở đây trong phần này có từ ba là đêm qua và temune là vì do vì cái gì đó do cái gì đó đúng không ạ um còn cả thai neo là à có vẻ là do rượu rồi, có vẻ là như do do rượu nên là như vậy đó. Anh hãy uống thuốc này nhé. Sau khi ăn thì hãy uống. Thì bà bớt mặc cưng hối, yakunseo là sau khi ăn thì anh hãy uống thuốc này nhé. Đấy. Thì giữa bạn yaksa là dược sĩ và bạn baru, được chưa nào? À, thì bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại nhé. Ý xin nhục 26. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 맛본 먹은 후에 이야기는 드세요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 라이 nhá. thì các bạn cố gắng nghe nhá. mỗi một ví dụ à mỗi một câu cái, cái 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 hội thoại này này thì các bạn sẽ nghe đi nghe lại hai đến ba lần. xong rồi chúng ta sẽ không nhìn vào chữ và chúng ta nghe nghe xong tự chúng ta nhẩm và dịch. có từ mới nào không biết nhớ thì chúng ta cũng phải viết riêng ra nhá có những cái từ nào nó không có trong cái bài 26 mà chúng ta chưa được học ấy thì chúng ta sẽ viết ra nháp thì chúng ta sẽ sẽ học được chưa nào thế là phần hội thoại một nhá bây giờ chúng ta sang phần từ vựng 2 là chứng sang là triệu chứng ờ à, chưng sang Chưng sang là triệu chứng Ờ cám kia có ly tả cám kia có ly tả là bị cảm cúm hoặc mắc cảm cúm do đi nà tả là bị sốt khi chi hà tả là ho hot mori nata là chảy nước mũi petari nata là rối loạn tiêu hóa son sarun hata bị tiêu chảy so hoa ca ăn tuyệt đầy bụng và khó tiêu thô hata là bị nôn so bê đà là bị cắt vật cái chữ bê đà nhá so là bị cắt vào tay còn so teta tê tà này là gì là bị bỏng nhé nhớ từ b và từ t các bạn sẽ hay bị nhầm lẫn hai cái đấy nhá bỏng tay một cái là bê tả xôn ơn tả là bị cắt vào tay đúng không ạ còn son ơn tê tả là bị bỏng từ b là cắt và t là là bỏng em cứ nhớ như thế nhiều bạn sẽ bị gì bị nhầm giữa b và t bal màu cứng bi tả là bị bong gân hoặc chật cổ chân tarika buro chi tả là bị gãy chân đó được chưa nào Đấy là cái phần từ vựng 2. À, cô dịch hết ra tiếng Việt, các bạn sẽ chép ra và học được chưa nào? Thường thường ý, ở trong cái 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 từ vựng thì thì ở trong cái từ vựng này là cho là 1 2 4 này. 3 4, 4 4 4 3 12 thì cũng chỉ như nào. Khoảng 12 13 từ thôi. Thế nhưng mà khi mà cô lọc ra trong cái cái um, uh, quyển từ vựng của cô ấy tính ra trong quyển từ vựng của cô nếu mà lọc cái bài 26 này ra cả phần văn hóa thông tin tất cả những cái từ vựng ở trong cái cái ví dụ ấy mà trong quyển sách giáo khoa này là cô đã lọc ra nếu như ở đây là tính ra là có khoảng mười mấy từ ở đây là hai ba bốn mười hai cộng với từ vựng một mười hai từ là hai mươi từ tổng là có 24 từ thôi Thế nhưng ở trong cái quyển từ vựng mà cô lọc ra Mà cô, cô giới thiệu về giáo trình của cô là cô đã lọc ra thành 43 từ cơ Đó, hẳn 43 từ Chứ không phải là hai cái từ vựng một từ vựng hai của mình học là có 20, 20, 24 đến 26 từ Nhưng mà khi cô lọc ra và cô làm ra thành một quyển từ vựng thì nó lại thành là 43 từ Bởi tất cả các từ nào, từ mới nào mà có trong cái giáo trình này là cô lọc ra mà nhá Đấy là phần từ vựng hai này bây giờ sang ngữ pháp cái ngữ pháp hai này là động từ cộng với là gì chima seo. à cái chima seo ở đây là đừng đúng không đi với động từ thôi nhá, động từ cộng chima seo, nghĩa tiếng việt nó là đừng là dạng phủ định của đờ gì cũng là dạng của động từ cũng là chima seo chima seo là thành chima đấy ạ à, ở đây là theo sau động từ dùng để yêu cầu đề nghị ai đó đúng không có nghĩa là theo sau động từ và đề nghị ai đó đừng làm hoặc không nên làm gì một cách lịch sự à, có nghĩa là người ta nói là đừng làm cái gì đó à, những hành động của ai đó say bù cho từ lớn mấy ha chi nà tha nên đó nghĩa là, nghĩa là chúng ta cứ nhớ một cách đơn giản nhất là đi với động từ đừng động từ thì chim maêu là đừng làm cái gì đó ngăn cản đề nghị nhá À, thế bây giờ, hai ví dụ đây. Yori man ni na ni ka ono rin Vì là sốt cao, yon là sốt đúng không ạ? mà ni mình không nói là sốt nhiều mà mình ở đây trong cái trường hợp này, ngữ cảnh này mình. mà ni na ta, yon ni na ta là bị sốt đúng không ạ? Thì yon ni man ni na ni ka. Vì là bị sốt cao. Cái từ ni ka ở đây là vì nên đúng không ạ? vì là sốt cao nên hôm nay là bạn đừng có đi ra ngoài bà kê nà ca chi ma seo bà kê nà ca tả bà kê nà ca naka. nà ca tà bỏ tà đi thành chi ma và là đừng có đi ra ngoài ý bạn bảo bạn ý là vì hôm nay sốt cao hôm à, vì là bạn bị sốt cao nên hôm nay bạn đừng có đi ra ngoài thì bạn kia nói là ne an vâng tôi hiểu rồi đúng chưa nào thì, từ thường thường các em phải nhớ cái từ unica ấy thì nó có cái gì đấy Unica thì thì các em có đã học cái cấu trúc đấy chưa? Unica là vì nên đúng không ạ? Thì nếu như mà có bắt chim thì cộng với unica, còn nếu mà không bắt chim thì cộng với là nica, đúng không ạ? đấy đấy là các bạn phải lưu ý cái, cái 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 này là ngữ pháp đấy nên cô tại sao cô cứ nhắc đi nhắc lại về vấn đề các bạn phải học thuộc cấu trúc ngữ pháp khi ta nhìn vào cái chỗ nào mà mà trong đoạn văn nào trong ví dụ nào mình cũng là uh, gì cũng có thể là nắm bắt được, à cấu trúc này mình dịch thì nó là rất là 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 xuôi câu văn đúng không thì câu hoa ca cô kế tiêu hóa tôi không được tốt tôi tôi tiêu hóa tôi không được gì được tốt nên là tôi liên tục nôn có là tôi bị gì trong bụng tôi đầy hơi và khó chịu nên là tôi liên tục bị nôn Kê sốt là liên tục thô ha tà là nôn thì bạn ấy nói là y giá anh hãy dùng cái thuốc này đi hãy uống thuốc này đi -un -un -chima -seo. và hôm nay là đừng ăn cơm à đúng không ạ đây mực chi xeo động từ mộc ta tất cả những cái động từ không cần quan tâm là cái động từ đấy nó có bát chim hay không nó đứng làm vị ngữ đúng không ạ thì cộng với chi ma xeo này nghĩa tiếng việt nó là đừng đó để nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần ví dụ. Nào, cá chi thì bằng thế là đừng gì đừng đi chả chi má là đừng ngủ bô chi má là đừng nhìn mọc chi má là đừng ăn Há chi má là đừng làm đúng không thì ở đây tất cả động từ ca tà, bô tà, cha tà, mộc tà, ha tà Tất cả những cái này đều là động từ Đúng không? Thì thêm cứ thêm cứ chi ma vào nghĩa là đừng à, Đúng không? Số lớn mà si chi ma xeo Đừng uống rượu Nhớ kỳ so xá chí chì Đừng chụp ảnh ở đây Số si gan nứt Đừng đi học muộn Đấy, thì tất cả những cái này là cộng với chi ma Nghĩa là đừng làm cái gì Ngăn cản ai À, được chưa ngăn cản hoặc đề nghị ai Uh, si chỉ si seo trong giờ học nhá à, trong thời gian học trong giờ học đừng có mà ngủ cha chỉ từ cha ta bỏ ta đi không chi ma seo là đừng ngủ ví dụ tiếp theo y hoa ca ở chemi cái bộ phim này thế nào hay không bạn kia nói là ý ông hoa rưng bố chi <laughs> ma cái phim này là không đừng có xem cái phim này đừng xem phim này không hay đâu mà chẳng hay đâu Chè mi <laughs> tà là không hay Chè mi <laughs> ít tà là hay và thú vị đúng không ạ à, ví dụ tiếp chàm mân ướp xì chàn nâng ướp xì cứng mặc chi seo còn càng nghe chỗ chi ăn nai đừng ăn đồ mặn đúng không ạ cái từ cha ta cha ta là mặn thì ở đây nó là định ngữ sau rồi chúng ta học cấu trúc định ngữ sau chan um gì cơn chan gì cơn chi ma seo là sức khỏe nhá chỗ là tốt chima chi ăn nai là không thì đây là phủ định chi ăn tà mà thì nghĩa là bạn ấy nói là đừng ăn đồ gì đồ mặn đừng ăn thức ăn mặn đồ mặn mà không tốt cho sức khỏe được chưa nào rất nhiều à, tiếp theo các trang hiền so yong á rừng bồn đè khư kê hachima seo khi mà xem phim ý, khi mà xem phim ở dạp chiếu phim ý, trong dạp chiếu phim thì bạn đừng có nói chuyện to khư kê là to nhá khư là to khư kê iaki là nói chuyện to à, hachima seo là đừng bà mê nansika nó mu nhí cá, bà kê là seo ban đêm trời rất là lạnh Ba mê là vào ban đêm nán cá, nó mu chú nhỉ ca vì ban đêm trời rất lạnh nên là đừng có đi ra bên bên ngoài nó mu túng tung hè ô xa bé cô ship hồi ô à, tôi quá béo hoặc tôi béo quá rồi à, bê tả là muốn giảm cân à, giảm cân còn từ cô ship hồi ô là muốn đúng không ạ san san lân bé cô ship hồi ô, tôi muốn giảm cân bạn b nói cứ đó miên hâm hamburger lớn hamburger lớn chi nếu vậy thì thì anh đừng có gì ăn bánh gì anh đừng có ăn hamburger là bánh hamburger ấy đúng không giá che lớn thò mà ăn ni mà cứ hãy ăn thêm gì ăn nhiều rau vào à, đấy thì ý là bạn này bạn đang kêu béo mà muốn giảm cân thì bạn kêu bảo nếu vậy thì đừng ăn bánh gì hamburger và ăn thêm rau vào ấy thì cứ giá che là rau đúng không ạ? To là nhiều hoặc thêm à, thơ mà ni là ăn ăn hãy ăn nhiều vào đừng có ăn bánh hamburger mà hãy ăn thêm nhiều rau hãy ăn nhiều rau vào thì ở đây là tất cả những cái động từ cộng với chi à, thì đều đều là nó là nói là cái gì đừng nhá đấy cho mỗi một ví dụ mỗi một ví dụ nó từng theo từng có cả vế trước vế sau này đúng không đấy hai vế câu có tất cô làm cho tất cả rất là những cái ví dụ nó đa dạng ấy rất nhiều dạng cô cho có cả cấu trúc chúng ta học từ trước lắp ráp vào cái này để ta làm cùng kết hợp với cả cấu trúc ta đang học nữa nên là các bạn cố gắng học ngữ pháp tốt vào nhé về cái phần mở rộng có thể là dùng dạng à, tính từ ao ha tả cộng với ma co đấy ạ À, mở rộng là đây là cái lưu ý chú ý cái hoa thị này nhá có thể dùng dạng tính từ ao ha tả cộng với chima seo bởi vì cái cái chima seo nó chỉ đi động từ nhưng mà vẫn có thể dùng được dạng tính từ nhưng nó đi với cấu trúc ao ha tà này này ví dụ như là sân phư tả sân phư tả sân phư tả nhưng đi với ha tà này sân pho ha chima seo là đừng có gì đừng buồn à Cực chân ha chi seo đúng không? Các bạn vừa nói cực chân ha tà đấy Thì đừng lo lắng, có phải là tính từ không ạ? Ờ à, Ờ, à, tu ha chi seo Đừng sợ hãi Đấy Đấy là cô muốn để cho các bạn mở rộng thêm là Cái này nó cũng có thể là Dùng với dạng tính từ ao ha tà chi seo đấy Sun po ha chi seo Cực chân ha chi ma seo Tu ha chi ma seo Đó thì là đừng sợ hãi, đừng lo lắng và đấy, đừng buồn. Chúng ta sẽ sang phần luyện tập 2, nhìn tranh và ta sẽ liên kết từ cho đúng. Ở đây có 5 hình ảnh hoặc 5 tranh và ở đây là gì? Có 5 gì? 5 từ. À, thế thì bây giờ chúng ta thử xem là cái số 1 này, xô so hoa ca ẩn tuê tả là tiêu hóa không được tốt, đúng không? Đầy hơi tiêu hóa không tốt. Cái từ vựng thứ hai, sonun tê tả là bị bỏng tay, đúng không ạ? số 3 là kichimun hà tả là ho, cái tiếp theo là số 4 là yori nata là bị sốt và ban mầu là bị chật khớp chân và bong gân, đúng không ạ? thì thì bây giờ cái này thì nó là gì đấy? cái này thì nó sẽ là đi với là sonun tê tả là bị bỏng, cái này là yori nata là sốt, ờ còn cái tranh số 3 là số hoa các ăn tuê tả là đầy hơi, tiêu hóa không tốt. Cái tranh số 4 là ban mọc cơn bi tả là bong gân chật khớp chân. Còn lại tranh số 5 là khí chi hà tả là bị ho. Đó, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài 2 của luyện tập 2. Tế hoa rất nghỉ cố mà mà chân đọc hội thoại và hãy lựa chọn đáp án bởi vì thường thường có câu một câu hai này là người ta cho hai đáp án nhưng mà mình phải đọc ở cái gì cái cái hội thoại trên này đã xong xem đáp án nào thích hợp à, bây, bây giờ trước mắt ta phải dịch hai đáp án trước mani có đừng đi bộ nhiều Có ta là đi bộ đúng ạ đừng đi bộ nhiều câu số 2 bà bên mực đừng ăn cơm thế thì bà mọc cơn biot, đã bị chật khớp chân, à, hoặc sưng cổ chân, thì phải là cho cái đáp án số một. mà nhi có chimaseo là đừng đi bộ nhiều. khi mà đã bị chật khớp chân thì đừng đi bộ nhiều. đáp án một, đúng không ạ. câu số hai, ồnơ rưng hôm nay đừng đi ra ngoài. đúng không. câu số hai, ồnơ kichimun ha hôm nay là đừng ho. À, thế thì bây giờ, yori nào cố hột mori, 많이 나요. là sốt này. Hốt mun mà ni nào là sổ mũi, à, sốt và sổ mũi nhiều. Thì ở đây ta phải cho đáp án số 1. Đúng không ạ? Chứ chẳng nhẽ đáp án 2 là hôm nay đừng hỏi không đúng. do nào cố. À, đúng không nào? Nhờ đi nào cố. Hốt đi nào kê. Đấy là đáp án số 1. Nhá đấy là hai cái cái cái, cái phần luyện tập 2 của bài này bây giờ chúng ta sẽ sang phần tè hóa ý là hội thoại 2 giữa bạn dược sĩ với bạn mô nhi kha chúng ta nghe đã Thế hoa ý 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. À, bây giờ nghe xong dịch nhé. ở đây Bun phena tả, Bun tả là khó chịu hoặc đau hoặc bất tiện. đấy thế bên, nhân chim Từ sáng hôm nay này, có cái từ mới không ạ? Trong phần này là không có. À, nhu chế phum là sản phẩm về, nhu chế phum là cái cái sản phẩm về sữa đấy ạ. Nhu chế phum. là sữa còn nhu chế phum là sản phẩm về sữa.

Có nghĩa là tôi đã ăn bánh mì và pang là bánh mì, uyu là sữa đúng không ạ? Tôi đã ăn bánh mì và sữa và uyu matchi. À uyu là sữa, matchi là vị, vị của sữa là có hơi lạ. À có cái gì đấy lạ. Isang hata là lạ. À, vị của sữa là có cái gì đấy hơi lạ và có hơi lạ một chút. Đó, à, thì tôi uống sữa, tôi đã ăn bánh mì và sữa. À, và vị của sữa thì hơi lạ. 그럼 이 약을 드세요. 그럼 이약 끊으세요. 그리고, 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 아, vậy thì chị hãy uống thuốc gì? 그럼 이약 끊으세요. chị hãy uống thuốc này. đúng ạ? thì bạn 그리고 và ngoài ra là bắt đầu là, là hôm nay chị đừng ăn cái sản phẩm mà có sữa chữa hay là có chữa sữa nhé nhưng mà mình dịch có thể là mình không được ăn và đừng ăn những cái sản phẩm về sữa chén new 제품 là sản phẩm sữa. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 아 vâng, tôi biết rồi. Có nghĩa là giữa bạn Dược sĩ với bạn Monica nói chuyện với nhau. Vì bạn này uống sữa và ăn bánh nên là vị nó có gì hơi lạ nên là bạn ấy bị đau bụng và gì? tiêu chảy thì bạn kia bạn bạn Dược sĩ bạn nói là uống thuốc này và từ

빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. n h á Chúng ta sẽ sang phần nhìn tranh dưới đây và ta sẽ lựa chọn đáp án đúng. À, thế bây giờ nhìn ở đây tranh số 1 người ta hỏi otika Người này đau ở đâu? Câu số 2 Y sarame sáng Triệu xứng, triệu chứng của người này như thế nào? Câu số 3 Y otirun ta chất à, Người này đã bị đau ở đâu? Bị thương ở đâu? Oti là đâu? Còn tachita là bị thương bị đau nhé còn chứng sang là triệu chứng đúng không ạ đấy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe xem cái này là bạn này là gì đây thì là chảy nước mũi đúng không ạ à, bạn này là gì bị thế nào đau răng hả còn bạn này chảy nước mũi còn bạn này là bị bỏng thế nhưng bây giờ mình phải nghe xem là cái những cái từ đó nó nằm ở một hay hai hay ba hay bốn của từng câu này nhá Bây giờ chúng ta nghe. 이십6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 머리, 다리가 아픕니다. 다리. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. Sai Rồi thì bây giờ đến cái câu 3 à, câu 4 câu 5 thì bây giờ cô sẽ giải thích câu hỏi là xong chúng ta nghe tiếp. Hanae à, ở đây là câu 4 câu 5. Hanae iyaki run tu ko du ge hasipsio. Người ta bảo mình nghe một câu chuyện. Hà iyaki run tu là nghe một câu chuyện và hãy là gì? Lựa chọn đáp án của hai câu hỏi tu ke jinmun e. là hai câu đúng không ạ? Jinmun là câu hỏi. 태답하십시오.는 답안. thì người ta bảo mình nghe một câu chuyện và lựa chọn đáp án c ủ câu hỏi b và câu hỏi số mấy, số n câu hỏi b là gió ký n ế o tini a câu số n là nắm chán n o tika apum nica. t h bây giờ trước mắt chúng ta nghe t h đã, nhá. Yeah. 오번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고

26과 EPS토픽 듣기 1~3번 에서 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 8위 이 아픕니다. 팔이 팔이 아픕니다. 팔라 이이위 아픕니다. 라 따이. 이 이가 아픕니다. 이가 아픕니다 라, 이가 아픕니다 라, 3. 머리가 아픕니다. 머리가 아픕니다 라, 다우, 다우. 4. 다리가 아픕니다. 다리가 아픕니다나 y 나 이가 아픕니다. 이 사람의 증상은 어떻습니까? 증증1 2번 이, 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1 토를 합니다. 토를 합니다. 라논. 이 콧물이 납니다. 콧물이 납니다. 라자 있는 뭐이? 삼. 기침을 합니다. 기침은 합니다라 설사를 합니다. 설사를 합니다.라. 티우 chảy.이제 여기 확실한 것은 다섯 번째는 두 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 번째는 두는두 번째는 두는두 번째는 두 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 번째는 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 손손을베었습니다 아, 3. 손은 베었습니다. 발목을 삐었습니다. 3. Màu cưng xâm lý tà là bị bong gân hoặc chật khớp chân. 4. Đa ca bù chất là bị gãy chân. À, thế thì ở đây ta phải biết ngay ở đây là đang bị gì? Bị bỏng phải là đáp án số mấy? Số 1. Đúng ạ. Sôn tê ớt, thành tê đã bị bỏng. Còn bê là đã bị đứt tay. Ở đây ta sẽ chọn là đáp án số 1. Đúng ạ thế câu 4, câu 5 thì bây giờ đây là đâu Và người đàn ông này là đau ở đâu Thì bây giờ chúng ta phải xem đáp án 1 Nhạc cúc, giá cúc ở đây là Nhạc cúc là hiệu thuốc Đáp án 2 là xích tang Xích tang ở đây là nhà hàng, nhà ăn ngân hèn là ngân hàng Đáp án 3 Còn bách khoa trom là gì Trung tâm mua sắm hoa sắm bách khoa xong là bách hóa Thế ở đây đáp án một hiệu thuốc này Nhà hàng này, ngân hàng và bách hóa tổng hợp hay là trung tâm mua sắm Thế còn câu số 5 người này đau ở đâu bây giờ chúng ta phải dịch hết ra. Không mua đi. Mà ni nam đáp án một là là bị sổ mũi. Đáp án hai mò đi ca áp cố. Đau đầu và sốt. Đáp án 3 á chim phù Á chim số hoa ăn là gì? Từ sáng là gì tiêu hóa cả bị bị thế nào? Bị đầy hơi từ buổi sáng. Đúng không ạ? Tiếp đến bà bên mở cơn hùa xón xa đứt hết sâm nhì đà sau khi ăn cơm thì đã bị tiêu tiêu chảy đấy thế thì, bây giờ chúng ta phải dịch cả bốn đáp án nhá bị sổ mũi là đáp án một sổ mũi này đáp án hai là đau đầu và sốt đáp án ba là từ sáng là bị tiêu hóa không được tốt đáp án bốn là sau khi ăn cơm thì đã bị tiêu chảy thế thì bây giờ chúng ta sẽ nghe một câu hội thoại một câu chuyện này mình phải lựa chọn đây là đâu và người đàn ông này đau ở đâu thì quan trọng đây ở đâu thì người ta nói cái câu đầu tiên mình có thể trong đoạn đầu tiên người ta hội thoại mình cũng đã dịch đã có thể chọn đỡ bán còn vấn đề là người ta bảo người đàn ông gì cả thì khi mà người ta hỏi là người đàn ông người con trai hoặc nói do cha là người con gái thì mình phải chú trọng với người đàn ông nhá để người ta nói thì mình chọn đáp án nó nó đây là một câu đơn giản thôi thế nhưng sau này ta gặp những cái trường hợp với câu nó dài ấy thì chúng ta phải biết cách nghe gọi là xác nghiệm mà nghe hiểu khác và nghe dịch khác nhớ chưa nào. Nào bây giờ cô cho cho nghe nhá. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어서 오세요. xin mời vào. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 열이 머리가 아파요. Và đau đầu. 언제부터 열이 났어요? 언제부터 열이 났어요? Bạn đã từ khi nào? 아침부터 그랬어요. Á Chim Putho, là tôi bị đã bị như vậy từ sáng. Á Chim là từ sáng, Cresio đã bị như vậy. 여기 약을 드릴게요. 여기 약을 드릴게요. Tôi sẽ cho thuốc cho anh thuốc. Uh, tôi sẽ cho anh thuốc ở ở đây, đúng không? 다들 먹은 후에 드세요. 밥을 먹은 후에 드세요. Sau khi ăn cơm thì uống thuốc. 네, 알겠습니다. Nê ăn kết Vâng tôi hiểu rồi Nào thế thì bây giờ chúng ta thử nghe một lần thôi À thế thì đây là đâu thì đương nhiên là thuốc này Giác này đau đầu thì đương nhiên trong bốn đáp án này Thì phải là đáp án số mấy nào Đáp án số 1 Giác cục đúng không ạ Thế còn nói là người đàn ông này đau ở đâu Thì chúng ta có nghe được cái cái chỗ đoạn là Là anh ấy bảo xin mời vào này Bạn ạ à, so Đúng không Và có nghe được anh nói là Do đi nào cô mò đi các apayo à, Do là sốt Mò đi là đầu Thế bây giờ trong cái này thì đáp án câu số 4 là sẽ là đáp án 1, còn câu số 5 thì khi nói là nam cha nứn, otika apumika, khi người ta hỏi là người đàn ông này đau ở đâu thì mình lưu ý bởi vì cái bạn nữ này là dược sĩ rồi thì nghĩa là khi mà nghe giọng người con trai này nói thì mình phải nắm bắt được mình chọn đáp án nào. Nào bây giờ cô cho nghe lại cái cái câu này nhá để cho các bạn chọn cho cô đáp án số 5 là đáp án nào nhé. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 4에서5 번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 그 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머 어떻게 오셨어요? 이요 아, 나고머리가 아파? 어 조니 나고이 나고 아 언제부터 열이 났어요? 아, 침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 아, 너 sẽ cho a n 먹은 후에 드세요. À, sau khi ăn cơm thì anh uống. 네, 알겠습니다. Vâng, tôi biết rồi. Thế thì bây giờ người ta phải chọn đáp án mấy câu nắm? Đáp án 2. Khi người ta hỏi là nắm chán ứng, ở tí thì anh ấy nói là mò yon, thì ta nghe được hai từ đấy, ta chọn luôn, đúng không nào? Còn đây là đâu biết ngay là gì? Hiệu thuốc rồi. Đấy, đấy nhá, các bạn lưu ý là cái phần nghe, được chưa? À, thế bây giờ chúng ta sẽ sang phần, cô cô cho các bạn nghe lại một lần nữa.

1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 콜를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 3번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요?

À, từ câu 1 đến câu 3 ở đây nói là bin khán cá trang ảm cô Nghĩa là hãy lựa chọn cái đúng nhất để điền vào chỗ trống. Thì câu số 1 thì bây giờ chúng ta phải thế nào? Chúng ta phải dịch 4 đáp án trước tiên. Khi muốn làm điền vào chỗ trống ta dịch 4 đáp án trước. Đọc câu hỏi xong chúng ta dịch 4 đáp án. Đúng không ạ? Thì ở đây khô, khôp là sổ mũi. Đáp án 1 là sổ mũi. Đáp án 2 kỳ chìm là ho. Đáp án 3 kỳ là cảm cúm Đáp bán 4, bê than là rối loạn tiêu hóa đúng không ạ? thì bây giờ bạn ca nói lili si on kuni an choai lili ơi trong mặt bạn không được khỏe cái từ on kuni an choai là ở đây on kun là mặt đấy ạ mani ăn ăn choai là trong trong khuôn mặt bạn không được khỏe không không được tốt thì mình dịch là không được khỏe đúng không ạ? thì bạn ấy nói là kōri esoyo cố, yon tô yonto naiyo Tôi đã bị mắc cái gì? Chọn là đáp án số mấy đấy? Số 3. Cảm kia có liên sở tôi đã bị mắc cảm cúm. Múc là cổ, Ấp à hư là đau. Cô là và Johnny là sốt. Tôi đã bị mắc cảm cúm là đau cổ và cũng sốt nữa. À, thế thì bạn ấy đây phải ở đây từ cắm kia còn ly tạng thì thành con kia còn liên sở tôi đã bị mắc cảm cúm hoặc tôi đã bị cảm cúm thì ta phải cho đáp án 3 vào. Đúng nào? Câu số 2. Ở đây là gì? Patsu là cái cao dán đúng không ạ? Yonko là thuốc mỡ, bôi. So hoa chê là thuốc gì các em? Ở đây thì là chúng ta sẽ... Nào, ở đây so hoa ở đây là là gì? Thuốc tiêu hóa. Và he yon -che ở đây là thuốc hả? Sốt. Ở à, đầu tiên ở đây nhé, đáp án 1 Patsu. Patsu ở đây là cao dán và cao giảm đau. Yonko là thuốc mỡ bôi đấy ạ Xô là thuốc gì? Thuốc tiêu hóa Còn hè chê là thuốc hạ sốt Đó, thế thì bây giờ trong cái câu này chúng ta xem nhá Li han si chê ga số so nâng bèo nâng si ít à, bạn ấy bảo An ơi Là tôi gì? Tôi đã bị bê tả là bị đứt tay Thì bạn đã có cái gì? Nê chấm cá mắt Kita đi xe ô À, vâng hãy đợi tôi một chút Thế thì bạn ấy bảo là bị đứt tay thì ta cho Đây là cao dán là giảm đau đấy nhá Chứ không phải là cao cao cao, cao... Có phải là không phải cái ơ gâu đâu Các em phải lưu ý nhiều bạn bị nhầm giữa cái bên tư và ba sư này nhá Thế thì bây giờ phải là ta phải chọn đáp án mấy Đáp án 2 Đúng không ạ Lê ơi, tôi đã bị thương, bị bị đứt tay đấy. Thì bạn có cái thuốc mỡ bôi không? Mà vâng, hãy đợi tôi một chút. chấm cam ăn, kita đi <laughs> Có nghĩa bạn ấy, bảo đợi một lát còn câu số 3 A chim phù thơ kế sốc son xa rất Cái câu trả lời Người ta hỏi cái gì mà bạn này bạn bảo là Tôi đã bị tiêu chảy liên tục từ sáng đến giờ A chim thơ là từ sáng Kế sốc son xa rất hèo Đã bị tiêu chảy từ sáng Thì về đáp án một là Nuka apayo Ai đau Nuka là ai Apayo ai đau Đáp án 2 Otika apuseo Bạn đau ở đâu Đáp án 3 Yakuki otie isayo hiệu thuốc có ở đâu? Đáp án 4. Y học kê mà có giá ô. Cái thuốc này uống như thế nào? Thế thì bây giờ bạn ấy hỏi cái gì mà bạn ấy bảo tôi đã bị liên tục gì, gì? Liên tục bị tiêu chảy từ buổi sáng thì đương nhiên là phải đáp án số. Số 2. Ở ka a Bạn đau ở đâu vậy? Bạn kia nói là a chim phú thơ kê sống son sa rất hiểu. Tôi đã liên tục bị tiêu chảy từ sáng đến giờ là bị tiêu chảy. Đấy là ta chọn đáp án số 2 được chưa? Nào thì bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 4 số 5. Câu số 4 số 5 ở đây nhá. Thì người ta bảo mình là gì đấy? Tam chỉ muốn nê tạp Có nghĩa là hãy lựa chọn đáp án của câu hỏi dưới đây. Thì bây giờ chúng ta xem câu hỏi 4 và câu hỏi 5. Bây giờ trước mắt là câu 4 này. Câu 4 người ta hỏi kim chi <laughs> su si nên. Haru e yakun miệt bon mở cô ya ham ni ka bảo là anh Kim Chi Su này một ngày Haru là một ngày nhạc là thuốc, miết bon là mấy lần mà Koya ham thì các là phải uống. Một ngày anh Kim Chi Su này phải uống thuốc mấy lần? Hắn bon tú bon dế bon nế bon một lần, hai lần, ba lần và bốn lần. Ở đây là nebo yak, nebo yak là gì? Đơn thuốc. À, ở đây là một cái đơn thuốc thì là cái cái túi thuốc ạ à. một cái túi thuốc này thì có kim chi sunim đấy là khách hàng tên của khách hàng cách uống là yong bọp haru sam huê y in bun à ba haru là gì ba lần và thế nào hai ngày cái thuốc này dành là người ta sẽ bán cho hai ngày y in bun là hai ngày một ngày là ba lần Mexico là sau ăn sử dụng sau ăn 30 phút à, xích đó là sau ăn nhé đấy à, xích cho là trước ăn còn xích là sau ăn là 30 phút là một gói đúng không ạ à, đơn thuốc là ngày 12 tháng 6 năm 2014 thế thì bây giờ trước mắt là ta người ta chỉ chúng ta chỉ cần hà rú gì thì vậy là đáp án số mấy đáp án 3 C si bon được chưa nào thế còn câu số 5 à, câu số 5 ở đây là người ta bảo mình hãy lựa chọn cái cùng với nội dung mà đọc được thì cứ là đọc này hãy đọc này nè nhông qua là nội dung cả thân là cùng có thân là cái cô siêu là hãy lựa chọn à, đọc và hãy lựa chọn cái cùng với nội dung nghĩa là mình đi chọn đáp án đúng nhá có những bài thì ta rất là khác ăn mặt chi ản mặt chân ăn à, à, mặt chi ả nân là cái sai Đấy, thì ở đây nó là cùng thì mình đi chọn đáp án đúng được chưa nào thì ở đây chúng ta phải xem là cái đoạn văn chúng ta phải dịch ra và ta phải chọn đáp án à, thì bây giờ chúng ta trước mắt là ta phải dịch bốn đáp án trước Monica chỉ nên chỉ cơm áp chi án Monica bây giờ là không bị đau không bị ốm áp là ốm chi an là không đúng không ạ Monika chỉ nên ở nơi huế sai có im ta. căn nghĩa là Monica là gì hôm nay sẽ đi đến công ty Câu số 3. Morika chỉnen oje yakuke một kasum ni da. À Morika là hôm qua đã không đi đến, đã không thể đi đến hiệu thuốc. Cái từ một một mốt ca tái ấy, từ mốt đó là không thể đúng không ạ? Hôm qua đã không thể đi đến hiệu thuốc. À, câu số 4. Morika chỉnen oje jeonnyeokbuto bega apassumnida. Có nghĩa là Monica này là đã gì? Đã bị đau bụng từ tối hôm qua o chê cho nước là từ buổi tối hôm qua. Đáp án 1 là Monica bây giờ không đau, không ốm. Đáp án 2 là hôm nay Monica là sẽ đi đến công ty. Đáp án 3 là hôm Monica hôm qua đã không thể đi đến hiệu thuốc. Đáp án 4 là Monica đã bị đau bụng từ tối hôm qua, từ chiều tối hôm qua cho nước là buổi chiều tối. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dịch xem là cái cùng với nội dung trong bốn đáp án này đáp án nào nó cùng với nội dung mà mình dịch được đọc ở dưới này đúng không nào ban trang ni monica tổ trưởng ơi tôi là monica đây no mu apaso vì một vì hôm nay tôi quá hôm nay vì tôi đã quá là đau hoặc tôi bị ốm nên tôi đã không thể tôi không thể đi đến công ty vì sai một cam ta là không thể đến công ty o chê là hôm qua nhá sa 배가 아프고 계속 손살은 했습니다. Từ tối hôm qua tôi đã bị đau bụng và tôi đã bị đi tiêu chảy liên tục. B là bụng, apu là đau, cô là và đúng không ạ? Kê sốc son sa rin ha tà nghĩa là liên tục tiêu chảy. O che cục kê so hôm qua ở hiệu thuốc yakun cân xà mà con nần tê hôm qua tôi đã gì? Tôi tôi đã mua thuốc ở hiệu thuốc và đã uống. Uh, nhưng a 아파요. nhưng vẫn vẫn đau a chích 아직 là vẫn ạ à, nhưng vẫn đau a 아파요 là vẫn đau 오늘 아침에 는 아침에 는 và buổi sáng hôm nay yon tô na so à sốt ô suy hôm nay là tôi định nghỉ định hôm nay hôm nay là tôi sẽ nghỉ và tôi sẽ tôi định nghỉ thì tôi xin lỗi có nghĩa bạn này báo cáo với các bạn tổ trưởng bạn Monica này bạn ấy báo cáo với bạn tổ trưởng thế thì bây giờ cái cùng nội dung này trong bốn đáp án hôm nay không đau có đúng không ạ đáp án hai hôm nay là sẽ đi đến công ty có đúng không không đáp án ba là hôm qua bạn ấy đã không thể đi đến hiệu thuốc có đúng không không bạn có đi nhưng uống thuốc không khỏi thì phải là đáp án số mấy bốn đúng không nào cô dịch lại nhé Bà chẳng đi Monica ấy Tổ trưởng ơi, tôi là Monica đây ạ. Ở nơi một vì hôm nay tôi quá ốm nên tôi đã không thể đi đến công ty. Ở trên trần nhập bù thơ, bé ca ạ bù cố kế sốc. Kế sốc sơn xa rừng hết sở. Từ tối hôm qua tôi bị đau bụng và tôi đã bị tiêu chảy. Liên tục tiêu chảy và cơ xa mà cont Hôm qua tôi đã mua thuốc và yếu thuốc uống nhưng chí tốt nhưng vẫn đau vẫn ốm lắm đúng không ạ vẫn đau ổn lớn chi nên tô nào cô chuy sông hămì tả hôm nay từ buổi uh, buổi sáng hôm nay tôi cũng bị sốt à uh, và hôm nay tôi định nghỉ tôi xin lỗi Đấy, thế là bạn nên xin lỗi và báo cáo cho bạn tổ trưởng thế ở đây thì mình dịch trong đoạn văn này thì mình phải biết là thế nào? Là không thể đi đến công ty như đáp án 2 nói là gì? À, bạn này thì đau, quá đau đây rồi, đoạn đầu tiên là nó mua file thì đáp án một để nói là không đau. Còn đáp án 2 thì nói là à, sẽ khi đi đến công ty nhưng đoạn này là không đi đến công ty, đúng không ạ? Và bạn ấy lại nói hôm qua bạn ở trong đoạn văn thì nói đã đi đến hiệu thuốc, mua thuốc uống nhưng vẫn đau nhưng ở đây lại nói là bạn ấy không đến hiệu thuốc. Đúng không? Thế thì phải đã đáp án số 4 là anh Monica này từ đêm hôm qua anh ấy đã gì? Đã bị đau bụng đúng không? Đấy là đáp án 4 nhá. Còn ba cái đáp án này loại trừ không có gì không cùng với nội dung. Được chưa nào? Ở đây là cái gì đấy? Ca trong vi răng nhắc. Ở à đây những cái này là các loại thuốc đúng không ạ? Đấy là tủ thuốc của gia đình đấy tạm thời nhá à, ở đây bông tè bông tè ở đây là băng gạc này đúng không yon cô là thuốc mỡ Tha sư là cao dán en thư là băng dán cá nhân cái băng ơ gâu đấy ạ còn bông băng là ban trắng cái từ cái từ bông băng thì ban trắng cô là băng dán băng dán nhá và xô so, tốt giác là thuốc sát trùng an giác là thuốc nhỏ mắt thuốc mắt còn yong yang che là thuốc bổ và an yak là thuốc viên đây tất cả những cái loại thuốc này là trong tủ thuốc gia đình nhà. hầu như nhà ai cũng là có một cái tủ thuốc gia đình đấy thì chúng ta tạm thời và cấp cấp cứu tạm thời được chưa nào đấy là đấy là cái phần trong bô là như vậy nhá ta sang phần tiếp theo ở đây là Yakuki yakugi moni datmeon ne yakugi Tứ Mien nếu như mà hiệu thuốc đóng cửa thì ta phải làm như thế nào à, ý là nếu mà hiệu thuốc đóng cửa thì ta phải làm sao thường thường ở đây nhá từ camki yak camki yak ở đây là thuốc cảm cúm này so hoa chê ở đây là thuốc tiêu hóa chin thung chê là thuốc giảm đau và he chê là thuốc hạ sốt đấy thì những cái liệu đơn giản là những cái loại thuốc cảm cúm này thuốc tiêu hóa thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt thì ví dụ như đây nhá cái phần này nhá nứt chân ba mì na công hiệu in nê cặp trà ký giả cân trà gia hà nân đế giả muốn nâng tà tà tứ miên phiên đi mì sò tô cà chân bị chẳng yakun sán sản xâm nỉ à thế thì người ta nói là thế nào nếu vào ban đêm hoặc vào ngày nghỉ mà 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 gì ta mà không đột uh, bỗng nhiên mà ta bị thế nào ta, mà ta phải mua thuốc mà hiệu thuốc mà đóng cửa thì ta có thể là mua thuốc ở cửa hàng tiện ích đó ở trong cái cửa hàng tiện ích đấy người ta có thể bán thuốc cảm cúm, thuốc tiêu hóa, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và gì cao dán và thuốc mỡ bôi đấy có nghĩa là ở trong chúng ta trong ở bên Hàn Quốc ý, trong cái cửa hàng tiện ích viên đi là có thể là vào ban đêm mình không may bị ốm và những cái ốm mà ví dụ như là cảm cúm những cái thuốc đơn giản như này này cảm cúm này tiêu hóa này giảm đau hạ sốt và các loại cao dán và thuốc mỡ bôi ý, thì chúng ta có thể là đến cửa hàng tiện ích ta mua được trong ban đêm và những ngày nghỉ ví dụ ngày nghỉ mà hiệu thuốc người ta đóng cửa thì mình có thể mua ở đấy được ở cửa hàng người ta gọi là penny trong là cửa hàng tiện ích nên nó rất là tiện ích có thể đêm chúng ta có thể đi ra đó mình ăn uống mình có thể ăn mì tôm ăn bánh kẹo người ta bán 24 trên 24 mà thì chúng ta có thể ra đấy mua được và có thể rút tiền à, rút tiền ở cây okay, rút tiền tự động ở cửa hàng tiện ích và có thể mua những cái thuốc đơn giản ở đó được đấy nên người ta gọi là thiên nhi hoặc là câu này hay kuki a giá kuki giá muốn nâng tạt nếu như mà hiệu thuốc mà đóng cửa thì ta phải làm sao thì ta đến là đi cho đúng không ạ là mua ở cửa hàng tiện ích đây đây, đây cô dịch hết ra rồi nhá các bạn hiểu chưa à, về đêm khuya hoặc là ngày nghỉ ấy, thì bạn bỗng nhiên đột nhiên là mà phải mua cần mua thuốc gấp thì chúng ta sẽ là các loại thuốc cơ bản là loại thuốc tựa, cơ bản như là là thuốc hạ sốt này cao hạ sốt này cảm cúm này thuốc giảm đau và cao dán và thuốc mỡ đấy thì chúng ta có thể mua ở đó được đấy cô dịch ra rồi được chưa nào cam ghi là thuốc cảm cúm này xô so hoa chê là thuốc tiêu hóa này chin thông chê là thuốc giảm đau này và hezon chê là thuốc hạ sốt đấy những cái thuốc đơn giản chúng ta cần mua trong những vào đêm vào ban đêm này hoặc là vào ngày nghỉ mà cửa hàng thuốc người ta đóng ấy hiệu thuốc người ta đóng thì mình sẽ mua ở cửa hàng tiện ích được chưa đấy là cái phần trong mô nhá đấy là cái phần bài 26 hôm nay cô là giảng đến đây là cũng kết thúc rồi đấy thì bây giờ cái phần này là phần giáo trình thì cứ bài nào cô cũng nói về giáo trình bạn nào có rồi thì thôi thế nhưng mà bạn nào mà chưa có thì sẽ liên hệ với cô từ vựng này ngữ pháp văn hóa thông tin, luyện tập mở rộng. Luyện uh, ngân hàng uh, đề luyện thi 40 đề nghe, 40 đề đọc. Cô có file nghe. Có cả đáp án luôn để cho các bạn so. Đây là số điện thoại của cô. Đấy, thế là cô sẽ bài 26 hôm nay là cô giảng đến đây là kết thúc rồi thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở bài 27 nhé.